nên là bỏ 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 nghề, bỏ gì, bỏ nghề máy lạnh, chuyển qua bán đồng hồ. Có nên mà vô đi, giờ bán công khai. Giờ bán công khai đồng hồ. Mở từ chỗ nào ra đây để con thấy, con mở từ cái nắp chỗ nào ra đây. Giờ mới thấy được. Chú cha, hồi xưa chứ bây giờ làm gì có. Năm giờ có đứng lại. Mười 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 năm giờ trước chứ bây giờ làm gì có cái này. Mấy cái Anh em nào bây giờ 1 2 3 4 5 6 24 cái. 24 cái bán 2.000 đô. Anh em nào chốt không? Anh em là chốt chốt mạnh tay đi. Nghĩ hết rồi, hôm rồi trên chỗ thằng kia nó cũng đem tới mà giờ cái đây nó nghỉ hết rồi. Hồi xưa nó mới còn lại chứ bây giờ giờ không còn mấy cái này, để chỉ làm kỷ niệm thôi chứ còn để lâu lâu buồn nhìn Để dòm thôi, lâu lâu cái dòm chơi cho vui thôi dòm chơi thôi chứ giờ bán bây giờ nó có điện thoại hết rồi. mà bán làm gì đồ để chơi mà bán mà cái tầng tới cũng cái hé họng hoài mới thôi rồi bạn đồ của tao để kỷ niệm chơi Cho nó vô đây luôn hả? thì nó đang ngồi đây nó thấy nè Thơm gì? Trầm ở Việt Nam gửi qua hay là mua này hả? Việt Nam của con cháu nó về bữa nó qua À, sách qua đó cái loại rời này Quý như làm đồng hồ đi em. Bỏ làm lọc nước đi, làm đồng hồ đi. rời này thì nó thơm, còn cái loại này ở trong cái hộp á, trong cái hộp thì không thơm. Dưới em có thùng rác không, có thùng đốt cầm xong cầm không cho nó Không thơm thơm á? mà em đốt nhang Nhật em thấy nó cũng thơm mùi này mà. Nhưng mà nó mặn nhâm hết cầm thì nó cũng chậm. Đói quá chuyển qua làm đồng hồ nè, 24 cái bán 2.000 thôi. Này tích lũy để ra 13 14 năm rồi đó, để cái thời gian mà để cái này lại thấy khiếp nhỉ. Ủa, mai mai tôi còn chở đồ xuống hả? Mốt thì cũng được, tại vì thứ sáu đổ, mốt thì thứ năm đem xuống cũng được. Nó coi như nó bị răng hay bị gì mà thoáng qua thì mọi người Ôi, cũng nó sao đi quá. kia chứ. Chào chú đi con. Ôi, chào chị. Bà cơm văng ngủ qua. trên đây trời. Thôi nằm dưới đây ngủ đi cho nó sướng, nằm đây hút thuốc đồ cho nó khỏe chứ nằm ở về nhà trở lên sao ngủ. Ở dưới này hút thuốc đồ chứ về trở lên sao ngủ. Sách cái đó lên làm gì? Hút bụi. Hút bụi trong phòng có mấy hút bụi trong kia rồi lên. Thôi em ngủ hoài nè. Ngủ chỗ nào trước bàn thờ em ngủ. Hả? Chỗ nào trước bàn thờ em ngủ. Sao ngủ vậy? Ngủ vậy người ta mới thấy, người ta mới thấy mình biết là mình đi sống sống lưu vong chứ. Xong chưa, đi đi ăn barbecue đi chứ hả?
còn gì nữa xem. Đi ăn barbecue đi chứ trễ rồi còn gì nữa.